Tổ chức Y tế Thế giới WHO kêu gọi thận trọng để ngăn chặn sự lây lan COVID-19 tại Olympic Tokyo. Tổ chức Y tế Thế giới WHO kêu gọi thận trọng để ngăn chặn sự lây lan COVID-19 tại Olympic Tokyo. Khuyến cáo này được đưa ra ngay sau khi WHO cảnh báo người dân châu Âu tới sân vận động hoặc tụ tập các địa điểm khác để xem giải đấu Euro 2020 có thể làm bùng phát sự lây nhiễm các ca mắc COVID-19. Theo WHO, làn sóng bùng phát dịch COVID-19 mới ở châu Âu là không thể tránh khỏi khi người hâm mộ bóng đá không tuân thủ quy định phòng dịch. WHO cho biết số ca mắc mới ở châu Âu trong tuần qua đã tăng lên 10%. Nguyên nhân là do đám đông dự kháng Euro 2020, việc nới lỏng đi lại trong khu vực cũng như các biện pháp giãn cách xã hội. Tháng trước, người đứng đầu chương trình khẩn cấp của WHO cho biết sẽ thảo luận về việc quản lý rủi ro COVID-19 với chính quyền Nhật Bản và IOC sau khi ban tổ chức thông báo một số khán giả địa phương sẽ được phép theo dõi giải đấu trực tiếp dù người hâm mộ từ nước ngoài đã bị cấm.